Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chọn dữ liệu trong Excel. Đây giao diện của Excel, nó gồm có các hàng và các cột. Giao nhau giữa các hàng và các cột, đó là ô. Giả sử như ở đây, các bạn giao nhau giữa cột C và hàng 5, thì đó là ô C5. Thì chúng ta sẽ trực tiếp nhập dữ liệu vào các ô. Giả sử như ở đây tôi nhập là dữ liệu tháng 12, thì các bạn thấy dữ liệu nó đã nhập trực tiếp lên cái ô C5 này. Ở đây các bạn thấy dữ liệu của tôi nhập nó nằm ở hai cột, đó là cột C và cột D. Tuy nhiên thực tế nó chỉ nằm ở cột C, và đó là ô C5. Khi các bạn bấm qua ô D này á, D5 này, các bạn thấy trên thanh formular nó sẽ không hiển thị dữ liệu. Còn các bạn bấm vào ô C5 thì nó sẽ hiển thị dữ liệu. Các bạn, chúng ta muốn sửa dữ liệu trong Excel á, thì chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên á, các bạn bấm đúp chuột, tức là bấm hai lần chuột trái vào. Sau đó các bạn sẽ di chuyển tới cái dữ liệu nào các bạn muốn sửa, rồi các bạn sửa. Cách thứ hai là các bạn sẽ chọn một cái ô các bạn muốn sửa. Sau đó các bạn sẽ di chuyển chuột lên thanh formula và chúng ta sẽ sửa. Đó, sau khi sửa xong các bạn sẽ bấm Enter. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể di chuyển cái ô dữ liệu này sang một ô dữ liệu khác. Đây, tôi sẽ chọn một ô dữ liệu tôi muốn di chuyển. Đó, tôi sẽ lê chuột lên. Khi nào mà xuất hiện cái bốn mũi tên nó chỉ vào bốn hướng á, chúng ta giữ chuột trái và chúng ta kéo tới cái ô nào chúng ta muốn di chuyển. Đây, tôi thả ra thì lập tức nó sẽ di chuyển cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhập dữ liệu hiệu quả trong Excel. Tôi sẽ xóa cái đây đi. Giả sử như ở đây tôi sẽ nhập dữ liệu là số thứ tự. Đó, để di chuyển qua đây á, ô bên cạnh, thì các bạn có hai cách. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm con chảo chuột vào cái ô bên cạnh. Cách này tương đối lâu, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhanh hơn là các bạn chúng ta bấm phím tab thì lập tức nó sẽ di chuyển tới ô bên cạnh và các bạn sẽ nhập dữ liệu là họ tên. Cứ mỗi lần các bạn bấm tab thì nó sẽ di chuyển vào ô bên cạnh. Rồi, đây tôi gõ là cải sinh. Còn làm sao để chúng ta có thể di chuyển ngược lại? Ở đây chúng ta cũng có hai cách. Thì cách đầu tiên thật là chọn vào ô đó, hoặc là chúng ta giữ xuống phím thì các bạn bấm là Shift Tab thì lập tức nó sẽ quay về với cái ô trước đó. Còn để xuống hàng thì các bạn, chúng ta sẽ bấm phím là phím Enter thì nó sẽ xuống hàng cho các bạn. Ở đây tôi sẽ nhập dữ liệu là một, họ tên tôi nhập là Trần A. Tôi sẽ di chuyển qua bên cạnh và tôi nhập là ngày sinh. Còn để mà di chuyển nó lên á, thì chúng ta sẽ bấm tổ phím đó là Shift Enter thì nó sẽ di chuyển lên cho các bạn. Còn để di chuyển xuống thì các bạn sẽ bấm vào phím Enter. Giả sử như các bạn chúng ta muốn nhập dữ liệu một vùng nào đó mà các dữ liệu đều giống nhau á, đó, thì các bạn chúng ta sẽ quét chọn một vùng mà các bạn muốn nhập. Sau đó các bạn sẽ di chuyển lên thanh formula và các bạn nhập dữ liệu các bạn muốn nhập. Ở đây tôi nhập là 100. Sau đó tôi bấm vào tổ hợp phím là Control Enter thì lập tức cái vùng chúng ta vừa chọn nó sẽ nhập dữ liệu đều là 100 hết. Như vậy là trong video này các bạn thấy tôi đã hướng dẫn cho bạn cách nhập dữ liệu, cách qua trái qua phải của một ô, cách xuống và cách lên trên của một ô. Nếu mà thấy video này hữu ích á, thì các bạn chúng ta hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.